Rồi nhanh đi lâu. Có bưng bàn nha các đồng chí. Rồi lửa món đồ ăn mà tươi sống ngon rồi làm cho anh mình ăn. Dạ. Dạ. Có cá dứa luôn hả? Dạ, dứa bớt. Có cá có hồi không? Dạ. Có cá hồi. Cá hồi cá đuối có không? Đuối nè, có bún, có bún. À, bóp hồi đuối á. Kêu bằm. Trời ơi, cái bếp vui quá vậy? Hả, người nhà không hả con? Hé hé vô dòm được không? Trời ơi, cái quán đúng là quán cơm gia đình luôn á, dễ thương ha. Rồi thôi vô ngồi đưa vô đi các đồng chí. Vô ngồi đi, vô ngồi. Rồi anh ngồi ở đây cho nó tiện. Quán vô quán này vui thiệt luôn á. Cá kèo gì vậy? Cá kèo thiên nhiên của mình đó. Dạ dạ, có bàn rồi á. Cá kèo thiên nhiên từ mình. Từ từ mình chọn đồ ăn đi. Thôi chị, thôi chị order em đây đi, order nè. Rồi, bây giờ mình thích ăn gì nè. Bây giờ mình ăn, nếu mình lại đây thì mình ăn canh chua đi. Đúng rồi, đang thèm canh chua đó. Canh chua mình muốn ăn cá dứa hay là cá húng, cá bớp, cá hú, cá ngát. Cá dứa. Rồi, một. Cho em, đợi coi mấy phần. Ba lẩu. Ba lẩu canh chua. Ba lẩu chua cá dứa. Dạ rồi. Cá chốt kho sớt. Cá chốt. Kho sớt có cái bự vậy à. Ừ, cá chốt kho sả ớt đi. Rồi. Rồi. Đang hai ba thứ không hay là một thứ một thôi. Thôi. Mà cá chốt nhiều nó nhiều xương không? Ủa chưa ăn nào. Chưa ăn cá chốt bao giờ luôn. Thử đi cho biết thôi. Mình ăn hai chốt, hai kèo. Mình sẽ chốt hai kèo. Để mình ăn được nhiều loại. Được không? Vui vậy. Rồi, hai chốt. Rồi, hai chốt. Hai chốt hai kèo. Hai chốt hai kèo, hai chốt hai. Coi của hành đỏ. Là món kho tiêu luôn. Trời ơi nói ngon quá. Đó là cá kèo kho với kho tiêu thôi. Rồi, kho tiêu. Mỡ tắt mỡ vô được không? Rồi. Đúng rồi, tắt mỡ, tắt mỡ. Rồi, ok. Rồi. Rồi giờ món xào nè. Đất đất mình xào bùng bồn ha. Cái gì vậy? Con tép đất mình em đi xào một bồn tươi. Rồi, ok luôn. Rồi. Có thích gì nữa không? Hộp vịt chiên kìa không? Dạ, hộp vịt chiên. Hộp vịt chiên tươi không? Hộp vịt chiên. Hoặc là thịt băm. Thôi, hộp vịt chiên không thôi. Rồi, ok. Dạ, vịt chiên. Rồi, rồi. Rau, chưa có rau xào nè. Rau xào là bông xào là hải củ xào. Bông hẹ xào đi. Bông hẹ xào với mực được không? Bữa nay con mực là 2kg đó. Thử đi. Mực hả? Thôi. Nhưng mà chỉ là mực nhiều loại xào quá. Hồi nãy có gì xào rồi? Làm tép xào bồn rồi. À, tép xào bồn hả? Muốn ăn mực tươi ngon. Thôi dạ, có tép xào rồi, có tép xào. Chắc phải thêm món kho nữa. Thôi mình đủ rồi đó. Cái gì kho ta? Chốt kho sả ớt, kèo kho tiêu. Ừ. Ở thứ 22. Được không? À, cho thôi em cho em trứng chiên sả bấu đi. Rồi, ok. Dạ, trứng chiên sả bấu bỏ thôi. Bỏ chiên tươi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cho em thêm cá lưỡi trâu chiên đi. Rồi, bữa nay mình đù đù. Rồi cá lù đù chiên. Rồi, đừng có nhiều. Dạ rồi. Không, mấy này ăn dữ lắm. Dạ. Ba khẩu dưới ăn đi. Rồi, ok, rồi vậy đi, chốt vậy. Chốt. Cá chốt. Trời vui quá ơi. Trời cái bếp gia đình nha. Hé dòm cái bếp ơi, đẹp quá, vui vậy. Người đẹp quá à. Trời ơi. Tôi là chủ mà tôi nấu luôn mà. Trời ơi. Rồi. Xin chào. Quá vui. Cái thế đó bà con ơi. Đây là món canh chua cá
canh chua cá dứa, canh chua cá dứa. Đây có một cái đũa riêng nha. Đó giờ tôi ăn đũa riêng nha. Colorman đúng rồi. Trời ơi nghe ý ới trong bếp luôn. Chiều nay có ra nhớ ra ủng hộ nha. Cảm ơn cái vá này. Ủa bị giấc cá thì để lâu quá nó rụt á. Trời ơi con cá cái con cá dứa nè. Chờ chút xíu đi. Còn cái sớ thịt nó vậy là tươi lắm nha bà con. Ồ, hai thứ hai cái kho luôn. Chưa có mình chưa chín đâu nha, rau chín cá mới chín nha. Dạ, rau chín mới chín rồi, để cũng rồi. Bỏ nước canh thôi. Đó, hôm nay có cái món cá kho mà mình phải bắt buộc phải giới thiệu với quý vị các bạn. Đó. Còn cá nấu thịt cái giác đó, nó chua chua. Cá giác ha. Ừ. Cá nâu kho trá giác. Hơi bị rối. Ai dạ. Đó, vô sát sát đi con. Quay đồ ăn là phải quay cận luôn xíu rồi đó. Máy hơi rồi. Đó, hôm nay thêm một tay máy bạn Trung mới nha. Cá nâu kho trái giác đây bà con thấy hấp dẫn chưa nào? Tôi phải chụp một tấm. Dưa bồn trắng với cá kho. Dưa bồn trắng với kho. Thôi chữ để đó. Ok rồi. Xích này qua chú đi, xích này qua chú. Rồi bồn bồn chấm cá kho. Cá nâu kho trái giác lần đầu tiên trong cuộc đời được ăn. Thấy chà chà. Ôi. Ủa đây là quán gì ta? Này cá trốt nè. Cá chốt hay cá trốt nữa? Cái chốt hả? Xỉu. 63 đường gì hỉ? Rồi ở đây là 63 đường Lý Thường Kiệt, phường 3, thành phố Bạc Liêu nha bà con. Trời ơi cái trứng nó kìa, thấy mê chưa? Ủa sao cá này trứng nó nhiều dữ vậy ta? Thôi mình sẽ nếm thử cái nước kho cái đã. Bồn bồn chấm với cá kho. Kho này kiểu giống như kho lạc á, ăn rất là ngon, nó không bị quá mặn. Rồi chấm với cá kho này là chấm vô đây luôn. Quá thích chắc. Ăn cá trốt. Chưa ăn cá trốt bao giờ luôn đây bà con. Cái cơm đi. Ăn đi. Sôi quá. Canh vớt cá ra nha, để nó đá. Dạ, em đây. Ăn thử cá chốt nè. Còn này cá chốt. Cá chốt kho, còn này là cá nâu kho trái giác.
nước thấm vừa, rất là vừa ăn luôn. Bớt nóng chưa? Chuyển cái cá trốt, cái chốt cho mọi người. Cái chừng phỏng nha, cái chừng phỏng á. Chuyển qua giữa chú Sơn mấy anh em nè. Kêu chuyển qua để mình làm cái này. Ủa, cái bộ trứng này mà nó có 4 trứng mặn á. Đây là Vân. Rồi, nó nhìn trứng nó thèm thuồng quá. Sơn trứng không nè? Trứng cá nâu, trứng cá nâu. Ăn trứng, bổ trứng. Rồi, Hoàng Anh. Còn không ăn cơm à? Rồi. Rồi, trang cái nước kho nè. Cái này kho lạc, còn cá kia là nó kho kẹo. Cá chốt là kho kẹo. Rồi, làm thử cái trái giác này nữa nè. Ủa. Ăn thử cái trái giác này coi nó có vị gì. Chua á. Nó có mấy cái hột bên trong á. Trái giác này nó ăn nó hơi giống trái chùm ruột á. Hay lắm không nha. Ủa, quá là khách vô đông quá trời luôn. Đó, trứng của cá nâu đây bà con ạ. Ủa, chén nước mắm không đâu ta? Có chén nước mắm mặn không đâu? Cái này chấm nước mắm mặn không nè. Dạ, chị cứ để đi chị. Ồ, ok. Ồ, ở đây món nào cũng ngon hết. Quá là ngon quá bà con. Tưởng quá này chật lắm chứ đâu được mà, ngồi đông được mà. Đó. So good. Cái đũa mới để không để sử dụng chung là lại nên bà con lại nói một số bạn xuất sắc. Quá. Chỉnh. Cá nâu ngọt thật kìa. Chấm bồn bồn phải chấm với cá kho nè các cô à. Đó, bồn phải chấm với nước kho nè cho nó tắm cho sâu một chút. Bỏ qua đây. Cái này mình chấm chiên sao bấu.
đó là trứng chiên sá bấu. Món ruột, món ruột. Chiên sá bấu làm thử luôn. Thơm dễ sợ. Chiên giống như nhà chiên. Cái này hơi vướng, cái giác trôi quá, trôi quá. Đó, trời ơi, rau bông bí, bông bí. Cái dứa nó giống giống cá hú ha. Siêu béo luôn á. Siêu béo rồi. Cá dứa siêu béo. Nghe mà anh nói là phải ăn thử. Ôi ôi, đây là nguyên miếng mỡ. À. Cho nó lên đây chút xíu. Ôi ôi. Chỉ có từ xỉu tới xỉu thôi. Rất giống cá hú nhưng nó không phải cá hú. Chương trình lẽ ra là hôm nay ăn bánh xèo a mực, rồi tự nhiên thành canh chua quá cho nên phải đi kiếm quán canh chua, tìm được cái quán này xuất sắc. Rồi mình thử miếng đúng không? Những nước canh canh chua hơi bị xuất sắc luôn, chắc chắn có me đó. Nghe cái mùi kia bị me, nó không quá ngọt, nó không bị ngọt. Thường lắm bà con miền Tây mình thích ăn ngọt. Chua, chua chua ngọt ngọt vừa phải. Mỗi lần ăn ăn mỗi lần ăn cá dứa là nhớ con trai. Con trai yêu dấu là nó mê cá dứa mà không phải lúc nào cũng đi cũng có. Mỗi lần đi Vũng Tàu là phải xuống tìm ăn. Nhưng hóa ra Bạc Liêu cũng có cá dứa ngon. Thịt nó trắng tươi à. Béo ngậy. Thì ra được một cái quán ngon cũng mừng gì đâu. Mà quán này bà con đều là khán giả của mình hết. Nãy vô. Số 63 đường Lý Thường Kiệt, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Các quán này cũng lâu đời lắm. Quán rất là địa phương, rất là gia đình dễ thương vô cùng. Chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Nhớ gọi cái món cá nâu. Cá nâu kho cá giác, cá nâu kho cá giác. Đặc biệt vô cùng. Tắt lửa không?